12 Pro Max màn hình không tai thỏ đẹp biên màn. Tech Configurations vừa giới thiệu mẫu iPhone 12 Pro Max với màn hình không tai thỏ, thiết kế cạnh phẳng mạnh mẽ. Các tin đồn về mẫu iPhone 2020 vẫn khá hỗn tạp, và mẫu iPhone 12 Pro Max dưới đây của nhà thiết kế Tech Configurations được xem là một phiên bản đẹp với các nâng cấp sáng giá. Theo mẫu thiết kế này, iPhone 12 Pro Max không còn tai thỏ, thay vào đó là kiểu màn hình khoét lỗ để đặt camera selfie. Ngoài ra, iPhone mới cũng được trang bị cảm biến vân tay siêu âm dưới màn hình, màn hình 6,7 inch viền mỏng, nút tắt tiếng được thiết kế lại và cạnh phẳng tạo cảm giác gợi nhớ đến iPhone 5, mặt sau vẫn sử dụng kính mờ như iPhone 11 Pro, mặt sau vẫn là cụm camera 3 ống kính nhưng có thêm cảm biến 3D top. Về cấu hình, iPhone 12 Pro Max được trang bị chip A14 5nm, viên pin có thể lớn hơn và máy hỗ trợ mạng 5G.